Chào các bạn á, thì hôm nay vừa dắt xe khỏi nhà định đi chợ một chút á, thì phát hiện ra cái xe mình á, nó hết bình mất tiêu rồi. Thì đây mình phát hiện là cái chìa khóa này nó đã bật sẵn rồi, thì chắc là hôm bữa có mấy đứa nhỏ về nó chơi á, rồi nó mở cái chìa này sẵn xong để một đêm hai đêm là nó hết bình luôn rồi. Đây nè, hiện tại mình mở nè, đó, các bạn thấy là không có còn đèn nào sáng hết ha. Hồi nãy nó còn mờ mờ cái chữ no này nè, nhưng mà bây giờ nó tắt queo luôn rồi, tức là nó cạn bình luôn rồi. Thì với cái xe Pi á là mình sẽ không đầy được khi mà hết bình. Để mình thử đạp coi. Hoàn toàn không chạy các bạn, không có cách nào đạp được nha. Đề không được, đạp không được. Bây giờ thì sao? Thì mình được biết có một cách này là các bạn gỡ cái bình ra hoặc là gỡ cái cầu chì ra. Rồi đây để mình quay cho các bạn xem nha. Đây, khi mà gỡ bình á thì các bạn dùng cái ba ke này nè, dạng hang ốc bên này ra. Oh yeah. Dạng hang ốc này ra. Xong các bạn nắm từ đây nè, nắm từ cái chốt ngoài bì này nè, kéo giật ra. Đó là cái xe bung góp. Xe mới thì nó sẽ hơi cứng chút, nhưng mà xe mình thì dễ. Đây là cái bình đó nha các bạn. Thì thật ra không cần gỡ cái bình đâu, mình chỉ cần gỡ cầu chì thôi. Cầu chì này nè, đây là cái cầu chì nè, họ có trang bị sẵn cái cầu chì dự phòng nè. Đấy, mình gỡ ha. Rồi thì mình đạp. Đây thì mình đạp cho các bạn xem nha. Bạn bật chè nha. Chạy đó các bạn, nghe không? Đó, xe chạy bình thường rồi đó. Đó thì như là các bạn có thể chạy tới cái chỗ để mình thay cái bình hoặc là sạc lại cái bình. Các bạn không nên để như vậy, nó lấy điện từ máy nó chạy liên tục nữa các bạn, vì cái nguồn điện từ cái xe nó phát rồi nó ngược lại, nó không qua bình á thì nó không có ổn định, nó sẽ gây hại cho cái ECU và cái hệ thống điện của xe. Cái đó là không tốt nha. Nó chỉ dùng để chữa cháy các bạn, kiểu như các bạn đang đi giữa đường mà nó bị như thế á, hoặc là để trong nhà người thân mà các bạn muốn về á. Rồi thì vì cái bình xe mình hết á cho nên là mình sẽ sạc lại. Thì bây giờ mình đề đi coi, thì mình có quyền mình sạc lại, mình gắn cái cầu chì lại thôi. Đây, các bạn có biết tại sao mà các bạn khi mà gắn tối cầu chì các bạn đang nói với cái bình với cái xe mà không đề được không? Vì khi các bạn đề á, điện nó ngoài cung cấp cho xe nó lại sạc vô cái bình này, cái bình nó hút mất tiêu rồi, cho nên là cái xe nó không thể nào nó đề lên được. Cho nên là bạn phải rút cái bình ra. Giờ mình gắn này nè. Đó. Cho nó sạc ra cái bình hồi. Mình sẽ chạy vài vòng rồi mình quay lại nha. Cũng là cái bình này. One eternity later. Rồi thì nãy giờ mình đi vài vòng, mình đi ra chợ kiểm tra thì phát hiện là cái bình này nó cũng hư luôn các bạn. Mình đi nãy giờ chứ cũng khoảng 5 cây số rồi, nhưng mà cái bình nó vẫn không sạc vô miếng nào các bạn. Nó sạc không vô nữa. Đây, đề cũng không được nè. Rồi thì vì mình đã mua luôn cái bình mới à. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay, mình quay cho các bạn xem nha. Rồi thì đây là cái bình mới nè. Bình GS 3.5A, thì cái bình zin của nó hồi xưa là cái bình Đồng Nai 3A, 3A thôi. Thì mình mới thay cái bình này cũng gần đây thôi. Cũng gần đây là 2 năm rồi đó. Thì là thay cái bình này là 3A à. Thì mình thay cái này nâng cấp lên. Nè, 3.5 cho nó mạnh chút. Thì kích thước nó cũng bằng nhau à. Rồi bây giờ mình gỡ gỡ cái này ra trước. Thì nguyên tắc á, là mình sẽ gỡ cái cực âm ra trước. Các bạn biết tại sao? Bởi vì cực âm nó đã nối vô cái sườn xe. Mình gỡ không khéo cái này mà đụng với cái cực dương là nó nẹt lửa, ảnh hưởng nữa. Cho nên mình gỡ cực âm trước. Bây giờ mình tháo cái này ra, nắm cái này.
Đó, các bạn gỡ ra ha. Xong rồi tháo cái bình ra. Đó, nè. Cái này nãy mình gửi xe. Đây nè. Đó, giờ các bạn gắn gì lại. À, cái này nó có ốc mới luôn các bạn. Đây nè. Khui khui. Rồi, bây giờ mình nói lại. Rồi thì trước khi nói thì các bạn gắn cái này vô trong cái chỗ này. Cái này là để dặn ốc vô đó các bạn. Dặn cái điểm hồi nãy đó. Đó nè, bạn xỏ vô. Thì họ cho mình ốc mới nên mình sử dụng ốc mới luôn. Vì ốc cũ nó cũng xét rồi. Rồi. Thì nguyên tắc này thì ngược lại nãy, các bạn gắn cái cực dương trước xong rồi mới gắn cực âm. Bỏ ốc này luôn, mình sẽ thay ốc ốc máy. Đây nè, cực dấu cộng là cực dương nè. Nhấn cực âm. Rồi bây giờ mình gắn lại. Đó. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem nó có hoạt động chưa nha. Mình sẽ để thử bật chì nè. Đây nè. Đây các bạn nghe nè. Nghe cái bơm xăng nè. Đó. Mình bật nè. À, 1 2 bật lại nè. Đó, bơm xăng nó hoạt động bình thường các bạn. Đèn FP không báo lỗi nè. Bây giờ mình đề thử nha. Đó. Đó, bây giờ nó hoạt động bình thường rồi. Thì kinh nghiệm của mình á cũng như là một số bạn mà hay đi xa thì cái bình nó rất là quan trọng. Các bạn đừng có để tới hạn mới thay. Thông thường các bạn đi khoảng chừng, các bạn đi nhiều đi 1 năm các bạn thay cũng được nữa. Cái bình nó có 250 rồi các bạn. Cái bình ghế này các bạn mua ở tiệm nha, nên mua ở tiệm là nó sẽ rẻ hơn. Ở tiệm mà tiệm uy tín chút xíu á, nó sẽ rẻ trong hãng nhiều đó. Thì nó cũng y chang thôi. Cái nguyên tắc là mấy cái linh kiện mà bên thứ ba là không phải do hãng, chính hãng sản xuất á, thì các bạn có thể mua tùy ở bên ngoài ok hơn. À, cái này mua ngoài vẫn bảo hành bình thường, có 250 rồi các bạn. Thì 1 năm các bạn thay 1 lần để nó chắc cú, nó không có bị hư giữa đường hoặc là nó bị cái tình trạng nào khác đó. Rồi, hy vọng video này giúp ích cho các bạn nha. Mình là Hậu Giang Mô Tô Vlog, cảm ơn các bạn đã theo dõi.